Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm Zalo của người đã chặn tính năng kết bạn qua số điện thoại. Đây là một thủ thuật hay nhưng rất ít người biết đến. Cụ thể như sau, khi các bạn tìm kiếm ai đó bằng số điện thoại như thế này. Lúc này sẽ hiển thị ra một thông báo, đó là không hiển thị được kết quả người dùng đã chặn chức năng tìm kiếm bằng số điện thoại. Do không muốn bị nhiều người biết đến và không muốn bị làm phiền, nên người này đã chặn tính năng tìm kiếm bạn bè qua số điện thoại, nên chúng ta không thể tìm kiếm được, đúng không nào? Vậy thì có cách nào để chúng ta có thể liên hệ được với họ hay không? Ngay sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách liên hệ và kết bạn trong trường hợp này. Đầu tiên các bạn sẽ mở danh bạ trên điện thoại. Sau đó các bạn sẽ lưu số điện thoại của người đó vào danh bạ. Ví dụ như mình sẽ đặt tên là Nguyễn Văn A. Và nhập số điện thoại vào đây. Sau đó nhấn lưu lại. Tiếp theo các bạn mở ứng dụng Zalo lên. Chúng ta vào mục danh bạ trên Zalo. Sau đó các bạn nhấn vào biểu tượng hình người có dấu cộng ở góc trên màn hình. Và lựa chọn mục bạn từ danh bạ máy. Sau đó các bạn sẽ kéo xuống phía dưới. Và nhấn vào cập nhật danh bạ. Nhấn vào cập nhật. Sau khi cập nhật xong thì các bạn sẽ tìm kiếm với tên mà chúng ta đã lưu danh bạ trước đó. Các bạn lưu ý rằng là lúc này chúng ta sẽ tìm kiếm với tên đã lưu trước đó, chứ không phải tìm kiếm với số điện thoại. Và đây chính là người đã chặn tính năng tìm kiếm bằng số điện thoại. Tại đây thì chúng ta có thể nhắn tin và kết bạn với họ nếu muốn. Rất là đơn giản đúng không nào? Như vậy trong video này thì mình đã hướng dẫn các bạn cách tìm Zalo của người đã chặn tính năng kết bạn qua số điện thoại. Hy vọng rằng video này sẽ giúp ích cho các bạn. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh cũng như nhấn vào biểu tượng quả chuông ở dưới video này để chúng ta không bỏ lỡ bất cứ một video nào của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.